Em này chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2021. Em là Sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển nhé. Thì em có cái chậu. Chậu này là chậu cửu long cọc phong. Rất là đẹp. Hôm nay em sẽ lên cho nó một cái chậu mới. Thì tiện hôm nay ở nhà cũng không có việc gì, thì vừa rồi em đã xịt vợi cái giá thể để cô chú chị quan sát cái bộ rễ rất là phê. Nếu như mà để như này mà trồng thì mình cho giá thể mới vào cũng được thôi. Thì nhưng mà nhìn ở bên trên này mình sẽ không uốn nắn được cái cây nó đẹp, tại vì em muốn là sau này em để nguyên cả cái dàn kia này, em sẽ nắn nó như này, hai dàn kia nó nắn xem như này để cho nó thẳng đứng lên trời. Em làm một cái tác phẩm để chơi thì em sẽ lồng nó, em sẽ cho nó một cái chậu này. Nếu như mà mình lồng chậu vào như này thì nó cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì cả, trông nó cũng không được đẹp, không được ấn tượng. Thì em sẽ thay toàn bộ cho cái nguyên bộ này vào trong này, để sau rồi em sẽ làm giấy thép. Em muốn lắn những cái cây này nó thành hai dàn như này, mình sẽ để đúng kiểu tác phẩm nó đại loại như này, nhìn nó thích để chơi. Thì em làm cái video rồi là tâm sự với mọi người thôi, còn những cái cách mà em thay giá thể thì mọi người hầu như là em đã up lên rất là nhiều rồi. Thì hôm nay em cũng gọi là làm cái video để tâm sự một chút thôi. Còn cái việc mà cái trong cái thời gian vừa rồi đấy là em khuyên cô chú chị lên tưới những cái phân bón qua lá có cái lộng độ nó làm mát cây đấy, thì nó được những cái bộ rễ này rất là khỏe. Đây cô chú chị nhìn nó đẻ nhánh, nó trăng chịt rễ. Em phải nói là rất là sợ. Cái chậu này là nó cái chậu nó cũng là năm thứ hai thôi, cái kỳ 51 đây này. Đây cái kỳ 51 nó đạt F21. Nhưng mà năm thứ hai thì cái này chắc chắn là nó sẽ hơn F21. Và em muốn trồng dựng lên trông nó thành một cái tác phẩm. Thì ở trong cái thời gian vừa rồi em có là khuyên cô chú chị vào những cái ngày hè nắng nóng mình chịu khó tưới những cái phân bón qua lá nó có tính chất mát như là gờ nha đam hoặc là dịch nha đam, thì nó sẽ mát cây. Và nó mà trong cái nha đam ấy nó rất là nhiều cái trung vi lượng, nó không làm cái cây của mình nó mất diệp lục, và cái thứ hai là nó có cái thành phần kích rễ rất là mạnh. Thì nếu mà để mà nói suông thì cô chú chị nhìn ở đây này thì cảm nhận được em nói thật hay là nói suông, rất là bộ rễ rất là tuyệt vời. Mà trong cái bài mà em nói cái thời gian nắng nóng này không nên tưới những cái phân bón qua lá, thì có nhận được một số các bác ấy bảo là cây mà không bón phân qua lá mà nó nuôi ki ở trên thân nhiều, hoặc là nuôi ki làm sao mà nó đạt. Thì đây mọi người có thể quan sát ở đây này, đấy những cái gì mà em làm được, em làm nhiều rồi, nó thành nó kiểu như là nó là cái bài học cho bản thân em rồi. Thì em chia sẻ đây, mọi người có thể quan sát đây, bác coi đếm ở đây xem là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 cái kỳ. Thì các bác hình dung là cái nguồn dinh dưỡng của cái cây này nó cần nó như thế nào. Nhưng mà em khuyên là không tưới phân bón qua lá như những cái nồng độ đạm cao như là 20-10-10 hoặc là 20 đều hoặc là siêu dinh dưỡng Neven, là em không khuyên cô chú chị. Mà em luôn bảo cô chú chị là hạn chế những cái phân bón qua lá như vậy. Thì rất là nhiều bác là có cái tư tưởng chống phá, hoặc là có một số bác thì không tin tưởng mà cũng vẫn cứ là đều mình tưới phân bón qua lá đạm biết các thứ. Thì cái nhiệt độ môi trường của
cây giàn lan nhà mình, tại vì mình chơi mình không thể nào tạo điều kiện được cái thuận lợi như như những cái nhà vườn lớn để mình làm cái việc đó được, thì mình sẽ làm những cái việc chăm những cái cây ở trong cái thời gian này làm sao cái bộ rễ nó phát triển nhất, là sau này nó lấy được dinh dưỡng nhiều nhất. Thì mà cái việc mà cô chú anh chị mà tưới nhiều cái phân bón lá đấy, thì như hôm qua em đã chia sẻ một cái bài phòng trị những cái bệnh như là bệnh gì xét này, bệnh thán thư này, và bệnh bệnh thối nún đấy, hoặc là những cái đốm lâu vàng ấy. Thì như cô chú anh chị biết là cái việc mình bón phân qua lá vào những cái mùa hè này thì hầu như là cái thuốc nó đọng ở những cái đầu ngọn, những cái kẽ lá này, nó không thể nào ngấm một cách từ từ vào thân được. Và cái phân qua lá nó chiếm tỷ lệ là ngấm qua thân lá nó chỉ rơi vào từ 5-10%, từ trừ những tùy từng những cái cây mà nó hấp thụ được dinh dưỡng nhiều hay ít là như vậy, chứ không phải là cây nào nó cũng hấp thụ được dinh dưỡng qua lá rất nhiều. Chủ yếu nó hấp thụ dinh dưỡng vẫn là phải nhờ qua bộ rễ là mạnh. Còn mình bón qua lá ấy, thì cái việc mà những cây kẽ lá này, những cái đầu ngọn này nó bị bệnh thán thư và dỉ xét rất là nặng, tại vì thời tiết nó nắng nóng, cô chú anh chị vừa tưới xong 5-10 phút sau nó đã khô rồi, thì những cái muối mà nó đọng lại ở trong những cái kẽ lá này cộng với cái nền nhiệt nó nóng là nó xảy ra cái bệnh như vậy. Thì ngày hôm qua em cũng có nói về cái này, nhưng mà lúc mà nồng cái video lại thì em đã quên, em đã quên và không lưu lại cái đoạn đấy. Em sợ video nó dài nên là em cắt nó mất cái đoạn mà em nói như vậy. Hôm nay đính chính lại là không bón qua lá trong cái thời gian này. Thì sang tháng là tháng 7 âm là tháng 8 dương, thì cô chú anh chị bón thoải mái. Lúc đấy mọi người bón thoải mái. Tầm này các bác chỉ quan trọng cho em là tưới những phần mát, nó làm mát cây, mát giá thể, thì là cái bộ rễ của mình rất là phát triển đấy. Còn đâu là cái việc mà mình đây kỳ rất là mới làm mới lên này thì mà đã ra rễ rồi. Cái này là do là mình cũng tưới cái gờ đam thường xuyên thì nó đạt được như này, nhưng mà với cái liều lượng là mình thuốc kích, là mình kích nó không quá nặng thì mới được như này. Còn thuốc kích mà nặng quá thì chắc là cũng rất là lâu nó mới ra được rễ, tại vì nền nhiệt nó nóng khó ra rễ. Một mình em lách cái này ra nó khá là vất vả, tại vì cái chậu lan của chú anh chị hình dung là ngày xưa em trồng nó khá là ít vỏ thông, rất là ít nhá, thì nó đã lên được cho mình gần như là nguyên cái chậu này là toàn là rễ thôi. Phải nói là rất bộ rễ rất là tuyệt vời. Thì với những cái chậu lan mà nó có bộ rễ nó nhiều như này thì cô chú chị không cần phải tưới bất cứ một loại phân bón qua lá nào mà nó vẫn cứ rễ nó vẫn cứ nuôi đủ cho cái cây. Đây mọi người nhìn rễ, và nó cũng có bị hỏng, nhưng mà cái số lượng bị hỏng rất là ít, có vài cái thôi, rất là phải nói rất là tuyệt vời. Còn nó cái này cũng có một vài cái đây này, mọi người nhìn đây, đó, nó bị côn trùng nó cắn mất đầu rễ, thì sau đó là nó bị như này. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ phải lại tiếp tục, em lại tiếp tục trồng lại. Nhìn đầu rễ rất là phê, này vào một cái chậu thoáng như cái chậu gỗ này em đảm bảo là sau này nó rễ nó sẽ tràn hết cả ra ngoài. Đấy, mình ngắm rễ cũng sướng. Rồi em sẽ tiến hành em trồng lại, sau đó là em sẽ tiếp tục video. Rồi sau khi em đã uốn nắn rồi là lòng vòng đấy, bây giờ nó cũng thành một cái gọi là chưa được gọi là tác phẩm. Như vậy là đợi một thời gian ngắn nữa để mình lắn bóp cái cây cho nó thẳng ra đi nữa thì nó sẽ tạo thành tác phẩm. Và hai cái dây kia này là em sẽ không cắt xuống, mình sẽ để nguyên dây kia này, sau là rễ nó cứ thòng xuống dưới đấy.
sẽ tạo thành một cái tác phẩm để chơi. Ngày xưa thì cái cây này nó đắt, như năm ngoái thì nó rơi vào tầm 170-180 cm, thì năm nay nó rẻ rồi, mình có thể là chơi được rồi, chơi theo đúng ý nghĩa của người chơi lan, mình tạo nhiều cái tác phẩm mình chơi. Chú chị hình dung là bây giờ đến sang năm nó, những cái kỳ này nó dài ra và nó có hoa đều với nhau, và chắc là nghĩ là nó lâu rồi phê lắm. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành này, em cho lốt cái giá thể vào chậu lan. Thì ở đây là cái giá thể là em đang đang ngâm thuốc nha cô chú chị nhá. Thì cái bộ rễ này của em nó khá là đẹp, nên là em không muốn là nó sẽ bị dừng rễ ngay. Em đang đang ngâm cây giá thể ở đây, là ngâm với cái Exotic. À, nó toàn chữ Thái nằng nha nằng nhằng phật hết cả mình. Em đang ngâm cây Exotic đấy, thì 2,5 cc cho 1 lít nước. Thì ở đây là em đang thế này, em ngâm cái giá thể. Vì tại sao mà em ngâm cái giá thể cái vỏ thông đấy với cái Exotic, thì cô chú anh chị biết là ngày hôm qua, đúng tối ngày hôm qua em có live stream, thì em đã ngâm cái cây, đây là cây đống cây tố đan này, tối ngày hôm qua em đã ngâm đây, em sẽ cho mọi người xem. Thì những cái này nó sẽ là những cái dẫn chứng rất là cụ thể để cho mọi người dễ hình dung về cái cách em làm, mà em tiến hành em làm cây nó không bị trột. Thì đây là tối hôm qua em đã hướng dẫn mọi người là ngâm. Em cũng nói chung là không phải hướng dẫn đâu, cái này là bí mật nghề nghiệp, cũng không khoe ra đâu. Rồi đây nhá, em ngâm cho mọi người xem nhá. Đây mọi người có thể là nhìn ở đây, thì những cái này nó sẽ là những cái dẫn chứng cụ thể nhất để cho mọi người xem là em làm. Đấy, lúc hòa xong là em cho vào ngâm. Thì mọi người có thể để ý là cái đống cây tô đan này là cái lần ngâm này là lần ngâm thứ hai, tức là nó có một lần ngâm trước nữa là em đã tiến hành là em ngâm với B1 và B12. Thì B1 và B12 này em đã làm ở cái video này. Đây. Cách một ngày, tức là hai cái này cách nhau một ngày, thì cô chú anh chị có thể là quan sát. Ở đây là những cái đầu rễ. Ở đây là những cái đầu rễ. Cô chú anh chị có thể tìm lại cái video này xem là những cái đầu rễ của những cái kỳ mà bị bóc ra. Đấy. Nó đã thắt lại. Thắt rất là nó thu hẹp cái bề mặt xanh lại. Thì hôm nay ở đây thì sau một đêm thôi nhá, em nói là sau một đêm em ngâm kích rễ. Thì ở đây cô chú chị có thể là hình dung là đã nhìn thấy đầu rễ nó đi ra. Đấy, những cái này là nó vận chuyển nó bị dập gãy rồi thì mình không thể lấy lại được, mình không nói. Đây mọi người nhìn cái đầu rễ nó. Đây là sự thật nhá. Không nói khoác gì nhá. Đây mọi người nhìn chưa? Đấy, các bác có thể tìm lại những cái bài hôm trước mà em cho ngâm đấy. Thì cô chú chị nhìn cái đầu rễ này. Rất là phê nhá. Đây là sự thật. Không phải là em nói liên thuyên. Còn với những cái kỳ mà nó có những cái khúc này rồi thì em không nói những cái kỳ mà yếu mà bị bóc ra đây, dễ nó đẻ bên trên này. Đấy, rất là nhàn nếu như mà mình làm đúng cách. Với em thì tất cả các loại phân thuốc đều có tác dụng, miễn là mình có làm được nó đúng hay không. Trở lại cái cây này là cũng cái ngày hôm mà em ngâm với B12 và B1 đấy, là em đã tiến hành em trồng cái cây này. Mặc dù cái cây này hôm đó là cái rễ của nó cũng khá là đẹp. Đây em sẽ cho mọi người xem.
đây cô chú chị nhìn có thể là quay lại xem, thì cô chú chị nhìn cái phần tay em cầm kia, nhìn cái đầu rễ xanh ấy, nó rất là dài. Nhưng mà quay lại đây sau 2 ngày trồng thì cái đầu xanh nó đã tụt lại. Thì cái việc mà mình ngâm kích rễ ở trong cái thời gian này nó có ý nghĩa như thế nào thì cô chú chị sẽ tự ngẫm. Còn đâu là với cây này, ví dụ với cái cây này ấy, thì nó vẫn cứ lên, nó vẫn cứ phát triển bình thường. Sau khi mình giải, mình chống sốc cho nó rồi, nhưng mà nó sẽ bị trứng lại, trứng lại một thời gian nhất định. Một thời gian nó sẽ mất tầm từ 1 tuần đến 15 ngày, sau đó nó cái đầu rễ nó mới đi trở lại. Nhưng mà với những cái khúc kỳ mà hôm qua em có ngâm thêm cái kích rễ, thì cô chú chị có thể là nhìn cái đầu xanh của nó vẫn cứ đi miên man và không có dấu hiệu dừng. Thì cái điều đấy là trước khi mình trầm, ngâm kích rễ có tác dụng gì thì ở đây là cô chú chị đã tự mình ngộ ra rồi. Thì sau này cô chú chị có thể là dựa cái sườn của em để làm. Đây, những cái khúc mà có kỳ này. Đấy, những cái đầu rễ của nó không có hề bị ngắn đi. Cái đầu xanh này, cái bề mặt xanh của rễ rất là tuyệt vời. Còn cô chú chị lại nhìn lại cái này. Đấy, cái đầu xanh của nó còn rất là ngắn, nó sẽ bị chột mất trong vòng cả 1 tuần đến 10 ngày. Đấy là cái mục đích mà mình sử dụng phân thuốc làm sao cho nó đúng là ở cái bài này. Chứ còn không phải là em bán phân thuốc mà em chỉ sử dụng được một loại phân thuốc. Loại phân bón nào, phân thuốc nào với em đều có tác dụng. Không chỉ là phân mà em đang bán, mà tất cả các loại phân bón. Đây là Exotic của Thái nhé. Đấy cô chú chị có thể tìm mua cái loại này về mà dùng. Rất là rẻ tiền, 70.000 một lọ, 6 đến 70.000 một lọ. Rồi em bây giờ em sẽ tiến hành em trồng lốt cái này vào. Em hẹn cô chú chị cái video ngày mai nhá. Em là Sĩ Hải Phòng. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Đấy, tác phẩm của em.